Xin chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chuyên mục Tâm sự thầm kín. Và ngày hôm nay anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị một dòng tâm sự có một cái tiêu đề nó rất là lạ. Phụ nữ cần một thằng đều. Và tại sao lại phải cần một thằng đều? Thì bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của dòng tâm sự này nhé. Tại sao phụ nữ lúc nào cũng thật sự muốn một người đàn ông tử tế? Nhưng khi gặp được anh ta rồi, họ lại không nhận lời yêu, vì giờ họ cần một thằng đều. Phụ nữ thật sự muốn gì? Đó là câu đố mà có lẽ đến cả nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Không bao giờ thấy đủ và không bao giờ hạnh phúc thật sự. Đó là cụm từ miêu tả đúng nhất về bản chất đàn bà. Dường như với phụ nữ, cái gì họ cũng muốn và không bao giờ biết hài lòng về cuộc sống của chính mình. Nhóm chúng tôi có 5 đứa con gái chơi thân với nhau từ ngày còn học cấp 3. Giờ đây, 4 nàng đã lập gia đình, con cái để huề. Duy chỉ có mình tôi bị liệt vào hạng ế. Có lẽ vì tôi là gái độc thân, rảnh rỗi, nhiều thời gian, nên luôn là nơi để cho 4 nàng chút bầu tâm sự, sẻ chia chuyện nhà cửa chồng con. Cũng chẳng hiểu vì sao mà cả 4 cô bạn thân của tôi tuy đã có hạnh phúc mà khối kẻ mơ ước, thế nhưng chúng nó vẫn đi ngoại tình. Nghe lý do chúng đưa ra thì tôi thấy hoàn cảnh đứa nào cũng thật lâm ly bi đát, đáng thương. Tú Quyên, cô nàng lấy chồng sớm nhất và được cả nhóm gọi là nữ hoàng sung sướng vì lấy được chồng giàu, đẹp trai, trẻ, khỏe, ga lăng. Lấy nhau chưa tròn một năm thì Quyên có bầu sinh đôi, một trai một gái. Chồng nó đã thuê 2 người giúp việc nên Quyên chẳng phải bận tâm gì đến việc trông con. Sáng sáng thì cô ấy trang điểm thật xinh đẹp, mặc một bộ cánh thật khiêu gợi, cùng chồng đi ăn sáng ở những nhà hàng sang trọng. Sau đó chồng đưa nó đến tiệm spa do nó làm bà chủ. Spa này do chồng của nó mở ra để cho nó kinh doanh cho đỡ buồn, chứ không quan tâm đến lời lãi. Nhìn cuộc sống nhung lụa của nó mà mấy đứa tôi phát thèm. Đùng một cái, nó tuyên bố chán chồng, đang có bồ, khiến cả nhóm tôi hốt hoảng. Đứa nắn chân, đứa sở chán xem thần kinh nó có bị vấn đề gì không. Mà cái thằng bồ của nó chẳng phải ai xa lạ, lại chính là thằng nhãi danh hay massage chân cho bọn tôi khi đến spa của Quyên thư giãn. Quyên vừa kể vừa sụt sùi khóc lóc than vãn. Bọn mày tưởng là tao ăn sung mặc đẹp là sướng lắm chắc. Thật ra tao cô đơn lắm. Chồng gì mà đi tối ngày, một cuộc gọi điện, nhắn tin cho vợ cũng không có. Tao căn vặn giận dỗi thì lão đưa tiền ra để làm lành, để xoa dịu. Mà tiền thì tao cũng chán rồi. Cái tao cần là sự quan tâm, chia sẻ từng phút từng giây. Thế mà lão ấy bảo bận nên không có thời gian dành cho vợ. Vì thế nên tao mới tìm sự chia sẻ với Trung. Trung chẳng có tiền nhưng biết tao thích ăn món bún riêu ở phố Đội Cấn, nên trưa nào chàng cũng phóng xe không quản nắng nôi mua cho tao. Biết là tao thích cà phê đen nên mỗi sáng chàng luôn đến sớm để pha sẵn cho tao một ly. Nhìn ánh mắt vô cùng hạnh phúc khi nhắc đến tình nhân của Quyên khiến cho cả nhóm chúng tôi chỉ biết nháy nhau im lặng. Tôi chợt nghĩ hóa ra cái lý do đẩy một gia đình đến vực thẳm cũng thật đơn giản. Thế mà tôi cứ ngỡ những người phụ nữ yên ổn mọi bề như Quyên sẽ không bao giờ đi ngoại tình. Chồng nó đúng hay nó sai thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Và tôi cũng không thể nào hiểu được Quyên đang nghĩ gì và muốn gì. Lần lượt 3 đứa còn lại trong nhóm cũng nối gót nhau đi lấy chồng. Tôi thầm cầu mong hạnh phúc cho chúng nó và hy vọng không có đứa nào rơi vào hoàn cảnh như Quyên. Tiễn mấy cô bạn thân đi lấy chồng xong, tôi phải đi công tác 1.5 năm tại Hàn Quốc. Việc đầu tiên khi trở lại Việt Nam là hẹn hò 4 cô bạn chí cốt đi ăn uống, hàn huyên. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất khi chúng nó đua nhau thú tội là đang ngoại tình. Mai Giang là giảng viên của một trường cao đẳng. Nó là đứa hiền thục nết na, biết nhẫn nhục nhất nhóm, thì lại cặp kè với một chàng sinh viên. Nó tâm sự: chồng tao khô như ngói, ai cũng ca ngợi anh ấy mẫu mực, thương yêu vợ con. Nhưng mà sống trong chăn mới biết chăn có giận. Tao làm gì anh ấy cũng quan tâm từng ly từng tí, khiến tao thấy khó chịu bức bối vô cùng. Hóa ra Giang ngoại tình là vì chồng quá yêu nó ư?
thật không thể nào hiểu được. Tôi tưởng những kẻ đi ngoại tình là vì họ bị bạn đời đối xử bạc bẽo, chứ ít khi nghe cái lý do lạ đời như thế. Trà My, đứa lõi đời đánh đá nhất nhóm và kỹ tính trong việc kén chọn chồng. Thế nên tôi không thể ngờ khi nó thừa nhận đang cặp với một anh Tây thua nó 5 tuổi. Nó bảo ân hận vì lấy chồng lớn tuổi. Cứ tưởng chồng già thì mình được nhờ, hóa ra lấy một ông cụ. Ai đời tối thứ bảy nào, lão cũng bắt tao ngồi xem chèo, cải lương và uống nước chè mạn. Ai cũng bảo chồng tao là tốt, tử tế. Thế nhưng tao chẳng thấy thế. Sống với lão chồng vô vị, nhạt nhẽo, chán lắm. My tìm được ở anh chàng ngoại quốc kia sự mới lạ, phá cách, khác hẳn với người chồng nhạt nhẽo của cô. Ngó sang Phương Linh, tôi hy vọng câu chuyện của nó có hồi kết tốt đẹp hơn. Thế mà trái lại, nó còn khiến tôi choáng váng khi kiên quyết đòi ly thân. Ba đứa kia dù ngoại tình nhưng vẫn còn lén lút, chứ Linh thì ngược lại. Nó ngang nhiên cặp với người yêu cũ và muốn sống với anh ta. Linh bảo vì chồng quá hoàn hảo, quá tuyệt vời nên nó chán đi cặp bồ. Tao chẳng trách gì anh ấy được, mà ngay cả khi biết tao cặp bồ, lão vẫn thương yêu tha thứ và xin tao quay lại. Tao chúa ghét những người đàn ông như thế, quá lụy tình, yếu đuối. Sự bao dung hoàn mỹ của anh ấy khiến tao thấy khó sống, mệt mỏi. Linh than vãn. Tôi chưa kết hôn, không biết phán xét những cô bạn thân thế nào, nhưng lại nhớ đến câu nói lột tả đúng nhất về tính cách của đàn bà. Đàn bà có thể ngây thơ, có thể vô tri, nhưng ít nhất cũng phải biết được thứ bản thân mình muốn là gì. Muốn trái tim của đàn ông, muốn cuộc sống xa hoa bao người mơ ước, muốn sự lãng mạn rung động lòng người, muốn sung sướng hoặc muốn thành công. Muốn cái gì cũng đều không sai, chỉ là đừng cái gì cũng muốn. Càng không thể cái gì cũng không tự mình nỗ lực. Một lòng muốn tìm được từ trên người đàn ông. Điều đó bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể cho nổi. Và tôi cứ nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm được lời đáp cho câu hỏi. Đàn bà, thực sự họ muốn gì? Quý vị và các bạn thân mến, thoạt đầu khi mà đọc xong dòng tâm sự này thì sao cũng cảm thấy hơi hoang mang. Câu hỏi mà nhân vật tôi, tức là cái người kể cái dòng tâm sự này đưa ra, cộng với cái tiêu đề phụ nữ cần một thằng đểu, nó khiến cho mình khó tìm được câu trả lời. Tuy nhiên khi mà Sa đọc kỹ lại và suy nghĩ một chút xíu thì Sa nhận thấy là như thế này. Mọi việc có vẻ là không phải là quá phức tạp, mà là do cái cách đặt vấn đề của cái người kể tâm sự này nó không hợp lý. Cái cách dùng từ của cô ấy nó không hợp lý và nó lái chúng ta đi sai hướng. Đấy là cảm nhận cá nhân của Sa. Và vì sao Sa lại nói như vậy thì bây giờ Sa sẽ đi sâu vào từng trường hợp của từng cô gái trong cái dòng tâm sự này. Và Sa sẽ nêu lên cái góc nhìn cá nhân của anh Sa để mọi người có thể cùng tham khảo, cùng bàn luận nhé. Thứ nhất là cái trường hợp của Tú Quyên. Khi mà cái nhân vật kể cái tâm sự này, cô ấy có nói là Tú Quyên là một người lấy được một người chồng giàu, đẹp trai, ga lăng. Dường như là cô ấy có dùng một cái từ ở trong này, đó là cuộc sống yên ổn mọi bề như thế thì tại sao Tú Quyên lại còn làm như vậy? Cái nhân vật tôi, cái nhân vật kể tâm sự này có dùng cái từ như vậy, thì sao không đồng tình với cái từ yên ổn mọi bề? Nếu nói như thế thì mọi bề, nếu như nhân vật tôi, bạn nói ở đây là yên ổn mọi bề, thì mọi bề như bạn nói ở đây là những bề nào? Có phải là những cái bề nổi mà bạn kể ra không? Ví dụ như là nhà hàng sang trọng, có spa riêng, chu cấp đầy đủ tiền bạc. Đấy là mọi bề, đối với bạn đấy là mọi bề đúng không ạ? Sao không hề thấy bạn nhắc đến cái bề tình cảm ở đây? Sao tuyệt nhiên không thấy nhắc đến cái bề tình cảm? Theo như Sao cảm nhận thì có lẽ là cái người chồng của Tú Quyên á, là một người đàn ông rất giỏi về việc làm ra kinh tế. Tuy nhiên anh ấy lại không đáp ứng được cho cô ấy cái sự quan tâm về tình cảm. Chính vì vậy cho nên là cô ấy mới tìm đến cái sự quan tâm từ một người đàn ông khác, mà cái người đó đáp ứng được cho cô ấy điều đó. Sa thấy điều này trong cuộc sống nó cũng nhiều mà, đúng không ạ? Rất nhiều trường hợp gia đình rất giàu có, vợ giàu, chồng giàu, nhưng mà vẫn có ông vẫn ăn chả và bà vẫn ăn nem. Cái đấy
Cho nên là khi mà bạn đặt cái câu là cuộc sống yên ổn mọi bề, sao cảm thấy cái từ mọi bề ở đây nó chưa đúng. Bởi vì cái bề ở đây cần phải nhắc đến cái bề tình cảm nữa. Mà nếu thực sự yên ổn mọi bề thì không có chuyện này rồi. Mà rõ ràng là cái bề tình cảm nó không yên ổn, cho nên mới xảy ra cớ sự này. Cho nên là như vậy rõ ràng là cái cách đặt vấn đề của cái người kể tâm sự này nó không hợp lý. Nó dẫn đến cho chúng ta thoạt đầu khi mà chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy những người phụ nữ trong dòng tâm sự này có vẻ là vô lý nhỉ. Nhưng mà thật ra nếu như chúng ta thay đổi cái cách dùng từ lại cho nó hợp lý thì chúng ta sẽ thấy nó không có gì khó hiểu cả. Cô ấy thiếu thốn về tình cảm từ người chồng. Sao nghĩ là như thế? Đến trường hợp thứ hai là của cô Mai Giang. Cô Mai Giang là một cái cô mà nói là chồng của cô ấy, nhân vật tôi là cái nhân vật kể tâm sự, có nêu ra một câu hỏi về trường hợp của Mai Giang là hóa ra Giang ngoại tình vì chồng quá yêu nó ư? Cái trường hợp của cô Giang, cái tâm sự này nó nhiều cô quá đi, nhầm tới nhầm lui mọi người ơi. Chờ sang một tí xíu nhé. Trường hợp của Mai Giang sẽ kéo xuống sẽ đọc lại này. Mai Giang có nói là chồng tao khô như ngói. Ai cũng bảo anh ấy mẫu mực thương yêu vợ con. Nhưng mà tao làm gì anh ấy cũng quan tâm từng ly từng tí, khiến tao khó chịu bức bối vô cùng. Rồi, xong cái là nhân vật tôi đặt một câu hỏi là như vậy là Mai Giang ngoại tình bởi vì chồng nó quá yêu nó ư? Sao thấy là dùng cái từ là quá yêu ở đây là nó lại không hợp lý nữa. Sao thấy là phần Sa cảm nhận cá nhân của Sa như thế này nhé. Nếu thực sự là chồng cô ấy bảo là chồng cô ấy khô như ngói, thế cái giai đoạn yêu đương tìm hiểu nhau có biết là anh ấy khô như ngói như thế không? Thế nếu như mà đã biết khô như ngói từ đầu vậy thì tại sao lại còn lấy nhau? Còn nếu như mà lấy nhau xong mới khô như ngói thì sao lại thấy nó không hợp lý nha? Bởi vì cái người đàn ông này rất quan tâm đến cô ấy. Sa cảm nhận được cái người đàn ông này là như thế này, sao cảm giác thôi, sao không khẳng định được? Tại vì những cái dòng tâm sự này kể cũng qua loa, mà mình dựa vào đây mình nhận xét, mình phán xét thì nó cũng không thể nào chính xác. Không, sao dùng từ phán xét nó không đúng, bởi vì chúng ta không nên phán xét ai cả. Nhưng mà mình nêu cái cảm nhận của mình với những cái chi tiết nó không đầy đủ như thế này thì nó cũng chưa có đúng. Nhưng mà sao cảm thấy có thể cái người đàn ông này là một cái người đàn ông mà có cái sự kiểm soát đối với vợ của mình. Tức là đi đâu cũng hỏi với ai, làm gì, mấy giờ đấy. Có thể thôi, sao đoán có thể đây là một người đàn ông quá kiểm soát. Nên là mới dẫn đến cái sự khó chịu và bức bối đối với Mai Giang. Cho nên là nếu như đúng người đàn ông này là một người đàn ông quá kiểm soát thì rõ ràng là khi mà nhân vật tôi đặt một cái câu hỏi là hóa ra Giang ngoại tình vì chồng nó quá yêu nó ư, thì chúng ta sửa cái câu hỏi này thành là hóa ra Giang ngoại tình là vì chồng nó quá kiểm soát nó, thì chúng ta thấy nó hợp lý chưa? Như vậy là quay lại với cách dùng từ của người kể tâm sự này, sao thấy không hợp lý? Nó đứng trên cái góc nhìn cá nhân nữa. Và cô ấy dùng từ nó khiến cho mình lạc hướng quá. Đọc kỹ lại thì mình mới thấy như thế. Tiếp đến là đến cái trường hợp của cô Trà My. Nhiều cô quá. Trà My. Cái cô Trà My này là cái cô mà tinh danh nhất nhóm đây. Kén chọn chồng. Cứ tưởng đâu là lấy chồng già thì mình được nhờ. Hóa ra lấy một ông cụ. Thì ra thấy là cái này cô ấy trách ai? Ra thấy cái này thì cái người kể ra cái dòng tâm sự này nên trách bạn mình thì mới đúng. Kén cá chọn canh, cuối cùng chọn lấy một ông cụ. Sao nghĩ là với cái câu mà cứ tưởng lấy chồng già thì mình được nhờ, thì chúng ta nên sửa lại là lấy một người đàn ông mà người ấy trưởng thành hơn mình, chín chắn hơn mình, thì nó sẽ có nhiều cái lợi đối với phụ nữ. Bởi vì ở bên cạnh những người đàn ông như thế thì chúng ta sẽ được, thường á, Sa cũng là phụ nữ cho nên Sa hiểu cái cảm giác này. Thường phụ nữ người ta rất là dễ nảy sinh tình cảm với những người đàn ông mà khiến cho họ nể và họ ngưỡng mộ. Cho nên là thường những người đàn ông lớn tuổi thì thường thôi nhá, không phải cứ ai lớn tuổi thì cũng đều trưởng thành và chín chắn đâu. Thường những người đàn ông mà lớn tuổi hơn thì đương nhiên là cái kinh nghiệm sống của người ta nhiều hơn. Thế nhưng mà cái khoảng cách nó cũng không nên quá xa, bởi vì trong cái trường hợp này là lấy một ông cụ thì cái khoảng cách nó gần như là hai thế hệ luôn. Mà cái khoảng cách nó quá xa như thế này á, thì nó dẫn đến cái sự là cái việc là không đồng điệu trong cuộc sống. Thế nên là cái trường hợp này thì sao nghĩ nên quay lại cái cô gái Trà My này á. Nó cái vấn đề lớn nó nằm ở cô ấy. Cô ấy chọn cái người đàn ông như thế này
Thì bây giờ những cái gì mà cô ấy nhận được, sao thấy nó hợp lý đi chứ. Chọn một ông cụ thì sống thì gặp những cái điều như vậy là hợp lý rồi. Cho nên rõ ràng là ngay từ đầu cái việc cô ấy suy nghĩ là lấy chồng già được nhờ là sai. Lấy chồng, lấy một người đàn ông lớn hơn mình ở một cái độ tuổi khoảng cách gần thôi, không quá xa, không giống như ông cháu như thế này. Thì đấy, lấy một người đàn ông trưởng thành và chín chắn hơn mình và ở một cái khoảng cách gần thôi thì nó hợp lý hơn. Tiếp đến là cái trường hợp của cái cô Phương Linh. Phương Linh thì có nói là Linh bảo là vì chồng quá hoàn hảo, quá tuyệt vời cho nên nó chán, nó đi cặp bồ. Nói như thế xong xuống dưới lại tiếp một cái câu: khi biết tao cặp bồ thì lão vẫn yêu thương năn nỉ đòi quay lại, quá lụy tình và yếu đuối. Ở phía trên thì nói là chồng quá hoàn hảo, phía dưới thì nói là chồng quá lụy tình và yếu đuối. Mọi người có thấy cái sự mâu thuẫn ở trong cái câu nói, ở trong cái câu nói không? Của cái người kể cái dòng tâm sự này, sao thấy nó mâu thuẫn dễ sợ luôn. Như vậy thì một người đàn ông mà biết vợ của mình đi ngoại tình nhưng mà vẫn năn nỉ quay lại, lụy tình và yếu đuối. Thì chúng ta quay trở lại với cái câu nói ban đầu là Linh bảo vì chồng quá hoàn hảo. Như vậy là cô ấy nói như vậy là không đúng rồi. Bởi vì nếu như đúng thực sự chồng của cô ấy năn nỉ cô ấy quay lại thì lụy tình và yếu đuối như vậy thì rõ ràng là anh ấy không phải một người đàn ông hoàn hảo. Không có cái người đàn ông hoàn hảo nào mà mặc cho vợ mình làm những cái chuyện mà suy đồi đạo đức như thế mà vẫn còn năn nỉ quay trở lại. Sao thấy cái ngay cả cái cách nói nó đã mâu thuẫn với nhau rồi. Trước thì bảo hoàn hảo, sau thì bảo lụy tình yếu đuối. Ngay cả cái cách dùng từ sao thấy nó đã mâu thuẫn rồi. Nó khiến cho chúng ta khi mà chúng ta thoạt đầu, khi mà chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy nó vô lý. Nhưng mà khi chúng ta quay trở lại, chúng ta nhìn kỹ vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy là cái người kể cái dòng tâm sự này, cái cách đặt vấn đề của cô ấy nó mâu thuẫn. Dùng từ không hợp lý. Và nhân tiện cái câu nói là chồng quá hoàn hảo thì Sa cũng nói thêm một chút xíu là Sa nghĩ là trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Không có ai là hoàn hảo cả. Và Sa nghĩ là nếu như mà chúng ta có lấy một người bạn đời, chúng ta có một người bạn đời ở bên cạnh á, thì Sa nghĩ là cái việc mà chúng ta chấp nhận được khi mà chúng ta tiến đến hôn nhân, cái việc sống chung với một người á, thì ai cũng sẽ có những cái khuyết điểm. Cái vấn đề là cái người Sa thích cái từ gọi là Sa thích dùng cái từ gì nhỉ? Chúng ta chấp nhận được những cái khiếm khuyết của người ấy hay không? Tức là những ai cũng có khuyết điểm cả. Và khi chúng ta sống chung với một người nào đấy thì chúng ta cân nhắc là cái khiếm khuyết của người này chúng ta có chấp nhận được hay không? Nó ở trong cái mức độ là chúng ta chấp nhận được và chúng ta uốn nắn để vì nhau, để mà phù hợp với nhau. Chứ chúng ta không nên đi tìm một người yêu hoàn hảo, bởi vì cái điều đó nó không có ở trên đời. Người hoàn hảo không có ở trên đời. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Sa cũng thế và mọi người cũng như thế. Đấy là những cái trường hợp của những cô gái ở trong tâm sự. Bây giờ Sa quay trở lại với cái phần giới thiệu ban đầu của cái người viết nên cái tâm sự này. Cô ấy có nói là phụ nữ họ lúc nào cũng cần một người tử tế, một người đàn ông tử tế, nhưng khi gặp được rồi lại không thực sự yêu. Sa thấy như thế này: phụ nữ lúc nào cũng cần một người đàn ông tử tế. Tử tế là một cái từ nó hơi rộng và nó là một cái điều mà tất cả mọi người trong cuộc sống của chúng ta ai cũng cần phải hướng đến. Không nhất thiết cứ phải là phụ nữ thì mới cần đàn ông tử tế. Vậy thì đàn ông có cần phụ nữ tử tế không? Vậy thì bạn có cần một người bạn tử tế không? Bạn có cần một người đồng nghiệp tử tế không? Bạn có cần một người sếp tử tế không? Tử tế nó là một cái điều mà tất cả chúng ta đều phải hướng đến. Chứ tại sao lại cần gì mà phải đặt cái vấn đề ở đây là phụ nữ cần một người đàn ông tử tế? Tất cả chúng ta ai cũng cần những người tử tế ở bên cạnh cả. Đúng không ạ? Cho nên là tình yêu nó chỉ là một khía cạnh trong tình yêu thôi. Sa nghĩ là như vậy. Chứ nó không phải là yếu tố tiên quyết để mà quyết định xem là cái tình yêu nó có bền vững hạnh phúc hay không. Thì cái sự tử tế nó không phải là cái yếu tố tiên quyết. Nó còn cần thêm những cái yếu tố khác nữa. Đấy là suy nghĩ cá nhân của Sa. Cho nên là cái cách nêu vấn đề của cô ấy Sa không cảm thấy nó hợp lý. Rồi, quay trở lại với cái tiêu đề của tâm sự này là phụ nữ cần một thằng đều. Đương nhiên là khi mà cái người viết cái tâm sự này đã cho cái câu này vào trong ngoặc kép rồi mọi người. Nhưng mà Sa thấy cái ý của cô, cái cô mà viết ra cái dòng tâm sự này, cái ý của cô ấy giống như là những cái người đàn ông trong cái dòng tâm sự mà đang cặp bồ với những người phụ nữ này là những thằng đều, tức là những người đàn ông không phải là những... Tức là họ... Tức là chia làm hai phe mọi người.
những người phụ nữ ở trong dòng tâm sự này thì những người chồng của những người phụ nữ này là đứng bên cái vế là người đàn ông tử tế. Còn những cái anh chàng mà cặp bồ với những người phụ nữ này đứng bên cái vế là những thằng đểu. Tức là vì cái tiêu đề nó nói là phụ nữ thì cần một thằng đểu, tức là có chồng tử tế rồi đấy nhưng mà không yêu được, lại phải cần một thằng đểu ở phía vế bên này. Thì Sa thấy như thế này nhé. Vậy thì những người, nếu nói rằng là những người đàn ông mà cặp với những cô này là những thằng đểu, thì những cái cô vợ mà đi ngoại tình với những người đàn ông này là những cô vợ như thế nào ạ? Là những cô vợ đàng hoàng và tử tế. Sa thấy là cái người viết cái dòng tâm sự này, cô ấy nên xem lại cái vấn đề định nghĩa của mình, thế nào là hoàn hảo, rồi cái cách dùng từ của mình. Sa hơi khó tính trong, nhưng mà đã soi thì soi cho đến luôn. Ngày hôm nay Sa đọc cái tâm sự này Sa hại não quá mọi người, cho nên là Sa không đồng tình. Bởi vì nếu như vậy thì thực sự là những cái người phụ nữ trong cái dòng tâm sự này họ cũng có vấn đề. Sa tóm lại một ý nó như thế này: khi mà một cái vấn đề gì nó xảy ra trong một mối quan hệ thì chúng ta cần cân nhắc xem là nhìn lại ở cả hai phía, người đàn ông và cả người phụ nữ, chứ không phải chúng ta nghĩ là cái chuyện đã xảy ra như thế thì hoàn toàn do lỗi của người đàn ông. Sa cảm thấy những người phụ nữ trong dòng tâm sự này họ cũng có vấn đề đấy. Nhưng mà vì đây là một cái những cái nội dung nó được kể ra nó cũng không phải là quá chi tiết, và nó đứng trên góc nhìn của một người cũng được nghe kể lại thôi, cho nên là đôi khi nó cũng không khách quan để mà chúng ta có thể nhận xét hay là nói thế nào đúng thế nào sai nó rõ ràng. Nhưng mà nên hôm nay Sa nói nhiều hơn về cái cách dùng từ cũng như là cái cách đặt vấn đề của cái người viết nên cái dòng tâm sự này. Sa thấy nhiều chỗ nó mâu thuẫn, Sa thấy nhiều chỗ cô ấy dùng từ không hợp lý. Nó dẫn đến cái việc là nó lái chúng ta đi sai hướng. Và khi chúng ta mới nghe thì chúng ta cảm thấy cái dòng tâm sự này nó rắc rối và nó phức tạp. Chúng ta dường như là chúng ta không biết phải giải quyết là như thế nào luôn. Nhưng mà rõ ràng là đọc kỹ lại chúng ta sẽ thấy như vậy. Vậy còn những khán thính giả của Audio Hải Ngoại thì sao? Quý vị và các bạn cảm thấy phụ nữ có cần một thằng đều hay không? Và phụ nữ có thực sự là gặp được một người đàn ông tử tế rồi thì lại không yêu được hay không? Quý vị và các bạn có bất cứ những suy nghĩ gì thì hãy chia sẻ điều đó với anh Sa cũng như Audio Hải Ngoại bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và nếu như cảm thấy những cái gì mà mọi người, nếu như cảm thấy đồng tình với những gì mà anh Sa chia sẻ thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Audio Hải Ngoại nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những dòng tâm sự sau.